Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đã diễn ra các lượt trận cuối cùng của vòng bảng C1 châu Âu tại các bảng E, F, G và H. Kết quả các trận đấu cụ thể như sau: Real Madrid giành thắng 5-1 trước Celtic, Shakhtar Donetsk nhận thất bại 0-4 trước Leipzig, Chelsea đánh bại Dynamo Zagreb với tỷ số 2-1, Copenhagen và Dortmund hòa nhau với tỷ số 1-1, Juventus nhận thất bại 1-2 trước Paris Saint-Germain, Maccabi Haifa thua 1-6 trước Benfica, Manchester City giành thắng 3-1 trước Sevilla và Milan đánh bại Salzburg với tỷ số 4-0. Cập nhật bảng xếp hạng của Cúp C1 châu Âu sau lượt trận thứ 6 như sau. Tại bảng A thì Napoli dẫn đầu với 15 điểm, đứng thứ 2 là Liverpool 15 điểm, xếp thứ 3 là Ajax 6 điểm, đứng thứ 4 là Rangers 0 điểm. Ở bảng B thì Porto dẫn đầu với 12 điểm, đứng thứ 2 là Club Brugge 11 điểm, xếp thứ 3 là Leverkusen 5 điểm và đứng cuối là Atletico Madrid cũng 5 điểm. Tại bảng C thì Bayern Munich dẫn đầu với 18 điểm, đứng thứ 2 là Inter Milan 10 điểm, đứng thứ 3 là Barcelona 7 điểm, đứng cuối là Brighton 0 điểm. Tại bảng D thì Tottenham dẫn đầu với 11 điểm, Frankfurt đứng thứ 2 với 10 điểm, xếp thứ 3 là Sporting Lisbon 7 điểm và đứng thứ 4 là Marseille 6 điểm. Ở bảng E, Chelsea dẫn đầu với 13 điểm, đứng thứ 2 là Milan 10 điểm, xếp thứ 3 là Salzburg 6 điểm và đứng thứ 4 là Mozart điểm. Tại bảng F, Real Madrid dẫn đầu với 10 điểm và Leipzig đứng thứ 2 với 12 điểm, đứng thứ 3 6 điểm và đứng cuối là Celtic 2 điểm. Ở bảng G thì Manchester City dẫn đầu với 14 điểm, Dortmund đứng thứ 2 với 9 điểm, đứng thứ 3 là Sevilla 5 điểm và đứng cuối là Copenhagen 3 điểm. Tại bảng H, Benfica dẫn đầu với 14 điểm, đứng thứ 2 là PSG 14 điểm, xếp thứ 3 là Juventus 3 điểm và đứng cuối là Maccabi Haifa 3 điểm. Như vậy là với việc PSG đứng thứ 2 của bảng H thì ở vòng 1/8 này đội bóng này có nguy cơ gặp những đội bóng lớn. Đây là một cái bất lợi rất là lớn đối với đại diện của nước Pháp mà đội bóng này đã rút ra những bài học của mùa giải trước rồi nhưng mà năm nay vẫn mắc phải, rất là đáng tiếc cho đội bóng này. Danh sách 16 đội bóng là vòng 1/8 như sau. Tại bảng A là Napoli và Liverpool, bảng B là Porto, Club Brugge, bảng C là Bayern Munich với Inter Milan, bảng D là Tottenham và Frankfurt, bảng E là Chelsea và AC Milan, bảng F là Real Madrid và Leipzig, bảng G là Manchester City và Dortmund, bảng H là Benfica, Paris Saint-Germain. Các quý vị và các bạn đã xem video, quý vị và các bạn có dự đoán gì về cặp đấu ở vòng 1/8 của C1 châu Âu, hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.